Xin chào các bậc phụ huynh. Hôm nay thì tôi thấy rằng là tôi thì được tiếp cận với các bạn trẻ rất là nhiều và sử dụng các bạn trẻ trong doanh nghiệp của Tập đoàn Siêu Việt Nam. Và tôi cũng được gặp rất nhiều các phụ huynh. Thì thông thường là cái thói quen của các bậc phụ huynh khi con mình tốt nghiệp đại học thì họ phải làm gì để giúp cho con thành công? Thì cái việc này rất nhiều các bậc phụ huynh lúng túng và hỏi tôi. Thì tôi cũng xin chia sẻ ngay cái câu chuyện này là vậy thì cha mẹ phải làm gì? Phải làm gì? Để cho con thành công khi tốt nghiệp cao đẳng hoặc là đại học. Thì đây là câu chuyện rất nhiều cha mẹ bị lúng túng phải trong cái câu chuyện này. Thì thưa xin thưa các anh chị, tôi đang nói về cái thói quen cũ đã. Thói quen cũ. Thì thông thường các anh chị có ba cái động tác căn bản, ba động tác căn bản. Động tác thứ nhất mà các anh chị hay làm đó là cho con học lên thạc sĩ. Đấy. Chính vì không xin được việc cho nên thôi tranh thủ lúc không xin được việc mình đi học thạc sĩ. Học thạc sĩ xong cũng không xin được việc học lên tiến sĩ. Đấy. Cái phương pháp thứ hai mà phụ huynh hay làm đó là tìm người quen. Rồi là chúng ta làm động tác xin gì ạ? Xin việc. Cái động tác thứ ba mà các anh chị cũng thường làm là gì ạ? Chuẩn bị tiền. Rồi muốn tìm cách cho con vào môi trường nhà nước. Đấy, thì đây là ba cái thói quen căn bản mà phụ huynh hay lựa chọn. Nhưng nó còn phù hợp với thời đại mới hay không? Thì thứ nhất, tôi nói về môi trường của nhà nước. Hiện nay môi trường nhà nước của chúng ta những người ăn lương hoặc tương tự nó lên tới 11% dân số. Tức là khoảng 11% dân số là có thu nhập từ cái nguồn lương của nhà nước. Mà trong khi đó các nước trên thế giới thì mức độ bình quân, cái mức độ những người ăn lương nó chỉ rơi vào từ 6 đến 8% mà thôi. Vậy thì Việt Nam chúng ta cũng bắt buộc phải chuyển sang cái xu thế tất yếu của thế giới là tỷ lệ người ăn lương nhà nước sẽ thấp dần đi. Và đây là một cái quá trình giảm biên chế. Giảm biên chế. Và xu thế này thì thậm chí còn giảm hơn dưới 6 đến 8%. Vì sao? Vì công nghệ và phần mềm, công nghệ thông tin và phần mềm đưa vào thì dẫn tới trình độ quản trị của chúng ta càng ngày càng cao lên và dẫn tới số lượng người ăn lương nhà nước sẽ thấp đi. Tôi lấy ví dụ, hiện tại ví dụ để một tuyến đường thì có thể cần 20 anh công an giao thông sẽ đứng để kiểm soát các chốt chặn về mặt vi phạm giao thông. Nhưng sau khi công nghệ thông tin mà lên thì chúng ta phạt nguội. Có nghĩa là cả một tuyến đường có khi chỉ cần một anh công an thôi là đã làm được xong bài toán ấy rồi. Vậy thì xuất hiện câu chuyện giảm biên chế. Vì vậy cái việc mà chuẩn bị tiền để vào nhà nước thì tốt nhất các anh chị dừng lại. Bởi vì nếu có cho con vào nhà nước đi chăng nữa, trừ khi các anh chị là một vị trí quan to thì các anh chị mới bảo hộ được cho con các anh chị nếu như nó không có trình độ. Còn nếu như mà vào nhà nước vào biên chế rồi, khi giảm biên chế thì việc đầu tiên người ta tìm những người mới vào và tìm những người mà năng lực yếu để người ta gì ạ? Đào thải. Còn con các anh chị mà giỏi thì ở môi trường nhà nước hay ở đâu cũng đều rất tuyệt vời và người ta sẽ đón nhận. Vì vậy, việc đầu tiên không phải là chuẩn bị tiền cho con vào nhà nước. Tìm người quen cũng vậy thôi, không ai mang tiền để trả lương cho con bạn nếu con bạn không làm được việc. Vì vậy, việc mà tìm người quen cũng vứt đi. Và cho con học lên thạc sĩ chăng nữa thì bản chất cuối cùng cũng là để đi làm. Nhưng nếu học thạc sĩ vẫn tiếp tục lý thuyết mà không làm được việc thì chúng ta cũng hãy nên dừng lại. Vậy các anh chị phải làm cái gì? Hãy làm cái việc bỏ hết thói quen cũ đi và chuyển sang cái thói quen mới là hãy làm cho con học gì ạ? Học thực và làm thực. Nếu con các anh chị biết học thực và làm thực thì chắc chắn vứt ở đâu các anh con anh chị cũng sống. Tôi lấy ví dụ, nếu các anh chị học thạc sĩ
nhưng mà không có khả năng làm bất cứ một công việc cụ thể nào thì không ai trả lương cho cả. Nhưng nếu như học sửa xe máy giỏi thì đi bất cứ tỉnh nào thì họ cũng tồn tại và sống được bằng cái nghề sửa xe máy. Anh chị có học thạc sĩ, học tiến sĩ giỏi đến cỡ mấy nhưng không làm được việc cụ thể. Nhưng một bác thợ xây, thầu thợ, là bác tổ chức xây được một ngôi nhà tốt thì bác ấy vẫn giàu có như thường. Vì vậy, hỡi các bậc phụ huynh Việt Nam, hãy ngừng chạy theo những cái thứ bằng cấp, hãy ngừng chạy theo những cái thứ quan hệ để xin việc và vào môi trường nhà nước bằng quan hệ. Mà hãy gì? Hãy cho con mình học thực bằng thực lực, có khả năng thực học, thực làm. Thì như vậy các cháu nó mới tồn tại được. Mà muốn học thực, làm thực thì cách tốt nhất hãy tìm những người gì ạ? Những người làm thực và có thành công gì? Thành công thực để mà học. Đấy, ví dụ học kinh doanh ở Việt Nam thì cứ học anh Phạm Nhật Vượng thì tôi nghĩ là thì không ai giỏi hơn cả. Đấy, ví dụ như thế. Thì như vậy chúng ta phải biết là tầm sư học đạo. Vì vậy thay vì một số tiền mà các anh chị đã mất 4 năm cho con cái nó học lý thuyết và nó chưa có khả năng làm việc được, thì bây giờ hãy dành tiếp một số tiền nào đó đi gì học nghề để làm việc. Còn những kiến thức học đại học không hề mất đi nhé. Kiến thức học đại học nó là một cái nền tảng cho con cái các anh chị. Nó như cái chỗ này là một cái chỗ rất là chắc chắn, một cái móng rất là chắc chắn. Nhưng khi học nghề 6 tháng thì nó giúp cho ngôi nhà xuất hiện và con các anh chị có thể an trú trong cái ngôi nhà này được thông qua một cái việc gì? Học một cái nghề thực học nào đó để đi làm, kiếm sống. Và dựa trên cái nền tảng của tư duy này thì con các anh chị mới vào đời một cách vững chắc được. Hãy ngừng ngay cái việc mà gì ạ? Đi tìm kiếm một mối quan hệ hoặc dùng tiền lo lót vào đâu đó. Bởi vì như thế các anh chị đang đẩy con anh chị vào một cái vùng được sống, không được sống tự do, không được sống bằng năng lực, không được sống bằng đam mê. Và như vậy sống cũng khổ. Vì vậy hãy yêu con đúng cách. Xin trân trọng cảm ơn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global được sáng lập bởi ông Ngô Minh Tuấn, vận hành bởi triết lý giáo dục thân, tâm, tuệ. Với hai chương trình huấn luyện Quản trị kinh doanh Business One dành cho học sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông có khát vọng trở thành doanh nhân trong tương lai, Quản trị kinh doanh Business Boss dành cho học sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông có định hướng kế thừa doanh nghiệp hoặc khởi nghiệp trong tương lai. Học viên có cơ hội nhận ngay học bổng lên đến 40 triệu đồng khi xuất sắc vượt qua vòng phỏng vấn đầu vào trực tiếp cùng doanh nhân. Số lượng chỉ tiêu có giới hạn. Tìm hiểu ngay về trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global tại website www.truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn hoặc hotline 24/7 1800 577 7722. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc. Website truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn. Hotline 1800 577 7722. Nhánh 1, 2.